trong video mà thử mua Xiaomi Mi 10T Pro 5G cũ rẻ nhất thế giới di động á, thì có một bạn bình luận là mua con này chi, mua 11T ngon hơn. Thì trong video này mình sẽ giải thích lý do tại sao là mình lại chọn Mi 10T Pro thay vì 11T. Tất nhiên đây là cái quan điểm cá nhân của mình thôi ha. Bạn nào có chung quan điểm á, thì chúng ta có thể chọn Mi 10T Pro ha. Không thì Mi 11T cũng là một cái sự lựa chọn đáng giá trong cái phân khúc hàng cũ nếu như bạn nào muốn tiết kiệm chi phí khi mà chúng ta sử dụng những chiếc smartphone có cấu hình cao ha. Còn bạn nào quan tâm về cái chiếc Mi 10T Pro 5G này, các bạn có thể xem lại, mình sẽ để chung một cái danh sách phát để cho các bạn tiện theo dõi ha. Trước tiên chúng ta sẽ xét về cái mức giá mà Mi 10T Pro và Mi 11T rẻ nhất tại thế giới di động ha. Nếu mà cái Mi 10T Pro thì cái mức giá mà mình mua là 6.6 triệu nè. Cho cái phiên bản là 8GB RAM, 256GB bộ nhớ trong. Và nếu xét ngang qua 8GB RAM, 256GB bộ nhớ trong của phiên bản Mi 11T thì các bạn phải bỏ ra cái số tiền là 7.900.000. Tức là mức giá nó chênh lệch khoảng 1.3 triệu, thì chúng ta sẽ có những cái điểm hơn gì? Đầu tiên là các bạn sẽ có cái số tháng bảo hành hơn rất là nhiều, tại vì đây là một cái thiết bị mới ra. Cho nên các bạn còn đến 17,5 tháng bảo hành chính hãng ha. Các bạn lưu ý là chính hãng, còn cái phiên bản Mi 10T Pro cũ á, 6.6 triệu chỉ còn bảo hành 3 tháng tại thế giới. Tiếp theo là một cái điểm hơn nữa, có thể là hơn, cái điểm hơn này sẽ rất là nhiều người thích ha. Đó chính là cái chiếc Mi 11T nó sẽ sử dụng màn hình AMOLED. Còn ở trên chiếc Mi 10T Pro nó chỉ sẽ trang bị màn hình là IPS LCD thôi ha. Tại vì màn hình AMOLED dù gì nó cũng cao cấp hơn và nhiều bạn thích hơn, cái độ sáng nó cao hơn. Nhưng mà riêng cá nhân mình thì không biết có nhiều bạn có cái quan điểm giống mình hay không, là mình thích nhìn màn hình IPS hơn nha. Nhưng mà trong cái điểm này vẫn còn một số cái để cho Mi 10T Pro gỡ gạc. Đó chính là nó có trang bị màn hình tần số quét 144Hz so với 120Hz ở trên Mi 11T ha. Cũng có thể gọi là Mi 10T Pro chính là một chiếc điện thoại chính hãng trang bị tần số quét 144Hz rẻ nhất mà các bạn có thể mua được. Và hiện tại cái số lượng smartphone mà trang bị tần số quét 144Hz là chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ha. Nhưng mà thực tế thì sử dụng á, thì nó sẽ không có quan trọng đâu. Các bạn sẽ khó cảm nhận được 144 hay là 120Hz lắm nha. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại thì cái tần số quét 144Hz này thì hầu như là không có game và ứng dụng nào hỗ trợ đến. Rồi một cái điểm hơn nữa là ở trên Mi 11T á, là nó có trang bị khả năng kháng nước kháng bụi tiêu chuẩn IP53, một cái tiêu chuẩn rất là nhẹ thôi, giống như là đi mưa sương sương nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà dù có thì nó vẫn là một cái điểm hơn so với Mi 10T Pro. Điểm hơn tiếp theo là Mi 11T nó trang bị cái khả năng sạc nhanh lên đến 67W, còn cái Mi 10T Pro chỉ có 33W thôi. Và trong trường hợp này á, thì cái sạc nhanh của Mi 11T nó có khả năng sạc cho cái viên pin 5000 này trong vòng khoảng 36 phút thôi, theo thông số từ Xiaomi ha. Và cả hai thiết bị này đều có đồng cái dung lượng pin là 5000 mAh. Rồi đó là những cái điểm hơn mà rõ rệt nhất á, thì với cái mức giá là khoảng chênh lệch khoảng 1.3 triệu, thì các bạn nghĩ là các bạn có nên nâng cấp lên Mi 11T hay không trong cái trường hợp này ha. Rồi bây giờ sẽ là cái quan điểm cá nhân của mình là lý do tại sao mình lại chọn Mi 10T Pro thay vì 11T ha. Đầu tiên là mình thích cái thiết kế cụm camera của Mi 10T Pro hơn Mi 11T. Đây là cái quan điểm cá nhân thôi các bạn. Còn các bạn thích cái thiết kế cụm camera nào thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới để các bạn khác cùng tham khảo ha. Tiếp theo nữa là mình thích cái nhìn cái màn hình IPS LCD hơn là cái màn hình AMOLED, thì mình đã đề cập trong rất là nhiều cái video. Mình thích nhìn cái màn hình IPS LCD hơn là màn hình AMOLED rồi ha. Và khi mà có sự cố hỏng hóc màn hình thì cái màn hình IPS LCD thay thế thì cái mức giá nó cũng rẻ hơn. Và tiếp theo nữa là về cái độ bền thì mình thấy nhiều thiết bị là cái màn hình IPS LCD thường nó sẽ bền hơn và nó hầu như không có bị cái lỗi lưu ảnh giống như là cái màn hình AMOLED ha. Điểm tiếp theo mình thích nữa là chính là cái chiếc Mi 10T Pro nó trang bị con chip Snapdragon 865. Mình thích cái dòng chip của Snapdragon hơn là MediaTek ha. Nhưng mà hiện tại con chip là MediaTek Dimensity 1200 ở trên cái chiếc Mi 11T nó rất là tốt nha các bạn. Nó rất là tốt luôn. Về cái hiệu năng thì các bạn có thể so sánh ở trên hai cái bảng xếp hạng này, thì mình sẽ hiển thị lên cho các bạn xem nha. Nhưng mà nếu để ý thì các bạn sẽ thường thấy là các hãng thường trang bị chip Snapdragon ở trên cái dòng Pro thay vì cái dòng thường ha. Và do Mi 10T Pro nó trang bị con chip Snapdragon 865 cho nên là nó sẽ được hỗ trợ một số cái thông số sôi thịt hơn. Ít nhất là về cái mặt mà nhìn thấy thôi mình đã cảm nhận là nó VIP hơn ha, Pro hơn. Ví dụ như là nó có khả năng quay video 8K ở trên cái camera chính ha. Trong khi đó cái chiếc Mi 11T chỉ quay video được 4K thôi. Có lẽ nó đang sử dụng cái trang bị con chip Dimensity 1200 á, cho nên là cái tính năng đó bị phá hay vì sao đó mình không hiểu lắm về cái vấn đề này. Tại vì con chip này mình nghĩ nó dư sức có khả năng mà quay được video 8K, nhưng mà tại sao thì nó không có khả năng đó.
Hay là Xiaomi chỉ muốn mang cái khả năng quay video 8K này lên trên cái dòng RAW thôi, ví dụ như là Mi 11T RAW chẳng hạn. Tại vì gần như là cái thông số cả ba cái camera này nó đều là 108 megapixel hết nha các bạn. Và xét về camera thì Mi 10T RAW cũng có một cái điểm hơn, đó chính là nó trang bị cái ống kính góc siêu rộng hơn, nó lên đến 13 megapixel so với 8 megapixel ha, và cái góc nó cũng rộng hơn một tí, đó chính là 123 độ so với 120 độ. Có thể thấy là về toàn diện á, thì cái chiếc Xiaomi Mi 10T RAW nó sẽ không thua kém quá nhiều so với cái chiếc Mi 11T ha, về cái hiệu năng, về cái camera hay là về cái hình thức, về thiết kế này kia kia nọ, thì có lẽ có những điểm hơn, có những điểm thua, nhưng mà nó sẽ không thua quá nhiều. Mà khi mà chọn thiết bị này á, thì đôi khi chúng ta chọn một cái thiết bị á, chúng ta chỉ có một cái khoản tiền nhất định thôi, ví dụ trường hợp này là 6 triệu 6 thôi, và nâng lên 1 triệu 3 để sở hữu cái thiết bị Mi 11T thì 1 triệu 3 đối với mình ở thời điểm hiện tại là cũng lớn chứ không phải là nhỏ nha các bạn. Và trong khi Mi 10T RAW nó lại có những cái điểm mà theo cá nhân mình lại thích hơn, ví dụ như là màn hình IPS LCD hoặc là cái thiết kế cụm camera sau nữa. Đó là một cái vấn đề mình chọn ha. Và từ Mi 10T RAW các bạn cố lên 1 triệu 3 để sở hữu Mi 11T là 7 triệu 9 ha, thì cái mức giá 7 triệu 9 này so với cái mức giá mới của thiết bị Mi 11T ở thời điểm hiện tại thì nó không chênh lệch quá nhiều. Và mình sẽ hiển thị lên ở đây. Cụ thể là Xiaomi Mi 11T 5G 256GB 8GB RAM đang có cái mức giá khuyến mãi tại Thế Giới Di Động là 9 triệu 490 ngàn ha. Tức là mức giá cũ chênh lệch chỉ 1 triệu rưỡi so với mức giá mới thôi. Thì trong cái trường hợp này có lẽ mình sẽ cân nhắc mua cái thiết bị mới luôn các bạn. Hoặc là nếu cố thêm nữa, các bạn có thể mua được cái phiên bản là Mi 11T RAW 8GB RAM 256GB với cái mức giá là 9 triệu 920 ngàn ha. Cho nên là cứ cố để thêm tiền lên thì có lẽ nó sẽ không có điểm dừng đâu. Cho nên là khi các bạn chọn mua một cái thiết bị di động á, thì đầu tiên nó phải hợp với cái sở thích, cái nhu cầu sử dụng thực tế của các bạn ha. Ngoài ra thì cái mức giá nó hợp lý là mình mua thôi, chứ không nhất thiết bạn phải cố lên những thiết bị cao cấp nhất. Trừ khi các bạn có điều kiện và các bạn mua đồ không cần nhìn giá ha, hoặc là cái thiết bị có cái mức giá cao hơn đó, nó có những cái tính năng, những cái hình thức, những cái trải nghiệm gì đó mà các bạn thực sự cần thiết hoặc là các bạn thực sự đam mê nha. Rồi, các bạn nghĩ sao về cái hai thiết bị này? Và nếu là các bạn sẽ mua Xiaomi Mi 10T RAW hay là Mi 11T thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha. Mình nghĩ sẽ có rất là nhiều bạn chọn là Mi 11T nha. Rồi, hiện tại mình đang hoàn thành cái video để mời các bạn xem cái khả năng chụp ảnh và quay video ở trên cái chiếc Xiaomi Mi 10T RAW 5G giá rẻ nhất Thế Giới Di Động nó sẽ thể hiện như thế nào ha. Và trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.